bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh vì tôi chỉ thấy mình em xinh. Các bạn có biết ai là top những TikToker xinh nhất Việt Nam không? Like và cùng khám phá xem idol của bạn có nằm trong đó không nhé. Khởi đầu cho sự xinh đẹp, bạn đoán đó là TikToker nào? Cô gái tóc đỏ, bỏ cả thế giới để yêu anh. Công nhận chị Xin dạo này xinh xuất sắc luôn cả nhà ơi. Câu 2, người yêu của chị Xin đây đúng không? Tổng kết năm 2023 của bạn ơi, là có 4 chữ với 6 chữ, bạn muốn nghe nào? 4 chữ trước đi, 4 chữ là có hiếu với trai. 6 chữ đi, cực kỳ có hiếu với trai. Thế này làm nhiều fan tò mò quá. Đây không phải là người yêu chị ấy đâu nha, chắc chắn là đu chen thôi. Tổng kết năm 2023 của bạn ơi, là có 4 chữ với 6 chữ, bạn muốn nghe nào? 4 chữ trước đi, 4 chữ là có hiếu với trai. 6 chữ đi, cực kỳ có hiếu với trai. Cứng lâu năm thì mạnh dạn comment đáp án đi nào. Chị Đào Lê Phương Hoa của mấy bạn nè, ta nói bà đẹp dữ thần luôn. Câu 4, nhạc nào đúng với động tác của chị Hoa? Chị ấy nhảy có đẹp không nhỉ? Câu 5, idol này thì quá quen mặt rồi, nhìn động tác thôi thì bạn có đoán được không? Dễ như ăn kẹo. Cơ mà bạn nào không đoán được đây là TikToker Võ Nữ Ngân Hà thì mất điểm câu này rồi. Like ngay để gỡ điểm tiếp nào. Rồi tôi lại lang thang, tình yêu thì yên bạc, ngày xanh cùng mây tung tăng tung mình bên phiên đá. Nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khác. Tình yêu này đến đông lúc thấy anh sao vượt qua. Nụ cười tỏa hương lan, tình mình trên gì đây? Chạm môi siêu hay, chị Hà mà đã nhảy thì chỉ có cháy mà thôi. Anh
ngày là ai? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Để mà nói thì vừa sang vừa nhảy đẹp, lại còn hay tạo trend hot thì hiếm có người qua được Hoàng Lan Anh lắm. Trên dưới đây là chị ấy tự biên động tác đấy. Câu 8, chị đẹp tiếp theo là top TikToker xinh gái nhất Việt Nam là ai? Thế không biết, nhưng mà thích thì biến hình chiến cũng được nhé. Xem đây này. Câu 9, đố bạn TikToker này tên gì? Gọi TikToker Diệu Linh là Mẫn Nhi thôi. Xinh dịu dàng như thế này thì hết nước chấm. Bảo sao chị ấy được nhiều bạn mê. Câu 10, hệ tư tưởng mới. Nhỏ xem Xuân Ca, lớn xem TikToker nào. Nhảy cũng đẹp, nhưng Xuân Ca mới đúng là hệ tư tưởng mới khiến con dân top top điên đảo. Cơ mà đừng bạn nào mải xem chị ấy quá mà quên học bài nhé. Câu 11, mỹ nữ nào của gãy TV được bình chọn là xinh nhất? Là bạn chưa biết, Quỳnh Moon được fan bình chọn là lọt top mỹ nữ xinh nhập nhất Việt Nam. Nhìn nhan sắc chị ấy là biết liền nè. Đẹp nhất Việt Nam, bạn có đoán được tên không? Đừng vội nhìn ảnh mà chê chị Thoa không đẹp nhé. Đó là hóa trang thôi, chị ấy cao như hoa hậu cơ mà. Một khi đã lên đầu thì chỉ có nét nhé. Từng làm công việc gì? Cả hai nhá, mà chị ấy không chỉ làm mẫu ảnh và diễn viên thôi đâu. Chị Hoa từng làm rất nhiều nghề, từ MC, tiếp thị với những đồng lương ít ỏi. Điều này cho thấy chị ấy không chỉ có nét đẹp nhan sắc mà còn rất cố gắng nỗ lực nữa. Còn nếu nói yêu lần này, anh không biết em trả lời sao. Xinh nhất Việt Nam, comment xuống dưới để bình chọn nhé. Kết quả bình chọn sẽ được công bố ở video sau nha. Đừng quên like và đăng ký kênh cho chị Kính nhé. Bye bye.